Rồi, chào tất cả các bạn nha. Tính ra lâu lắm rồi không đi đặt bẫy chuột bạn ơi. Bữa nay mình tái sức đi đặt bẫy chuột ơi. Bữa nay mưa quá trời mưa luôn. Nãy giờ mưa tầm tã luôn, mới ngớt xíu, đang lầm rầm luôn. Tại giống như mấy lần trước mình đi đặt bẫy chuột đó. Mình giờ chỉ thích đặt ngồi mít luôn. Như lúa. Hên hên rồi bữa nay kiếm được cống nhum nào khè 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 không. Chúng mình thì cống nhum ít quá không. Chủ yếu cơm là nhiều. Mà cơm dạo này con cá mèo hay sao á, cũng nó tung hoành ngang dọc hay sao không biết sao nữa. Sao dạo này do vườn mình á, cái mấy con cá mèo dữ lắm luôn, nó quằn mấy con chuột cũng tự lưa hột dưa sao á. Vô đây nó quất gà đó, nó lựa mấy con gà chứ mấy nó quất không à. Hôm nay mình ra khu vực ở sau vườn mình đặt mấy cái chuột như thế nào. Mà trời mưa cái này mong là tối nay mấy chuột đi ra ăn gầm gầm đùng đùng ha, lụm. Nói chung bài bẫy chuột này thì nó có nhiều cách mồi lắm ơi. Nào cua, nào khoai lang, khoai mì, ui rồi dừa, rồi chuối, ui tùm lum cắt kiểu đà điểu. Nhưng mình thì nào giờ mình chỉ thích đặt mồi chuối với mồi lúa à. Lúa thì mình đặt cống nhum nè, gãi ít lúa vô luôn. Cống nhum thì thường nó thích ăn mồi lúa hơn là mồi mít luôn. Mít thì mấy con chuột cơm á, nó thơm thơm, nó khoái lắm. Mấy cái bẫy của mình cũng từ lưa hột dưa chân, bẫy cũ có, bẫy mới có, bẫy bự có, bẫy nhỏ cũng có. Tầm lum cắt kiểu đà điểu. Mấy cái bẫy này kiểu mà thời Napoleon nè. Đó mà thường đi vô khu vực trong luốc trong kia, trong lò này nọ mình đặt bẫy cống nhum đó, mình chơi mấy cái bẫy bự gì nè. Tới giờ vẫn còn luôn, rồi cũng bị mắc từ lưa chân mà. Mình đặt bẫy chuột này mình đặt mấy cái điểm lạ lạ dễ bị mắc bẫy lắm. Nhất chiều mình đi đặt nè, người ta để ý. Đặt xong là vừa quay lưng đi xong là hồi tao lấy mất tiêu. Đặt theo vườn mình thì ít nào bị mắc lắm, quật người quen nè, ít nào bị mắc. Chứ đặt mấy chỗ lạ lạ dễ bị mắc đúng không. Mấy cái bẫy này là bẫy mới, mình mới mua sau này, mình đặt là đặt rồi á, thấy vẫn còn mới không, còn ngon lành ha. Này mình cống nhum nó vô khè khè khè, cảm giác nó đã dữ lắm. Lâu lắm rồi không nghe cảm giác khè khè. Bây giờ để mình tranh thủ mình đi đặt nha, có gì hẹn cả nhà sáng mai ha. Mong sáng mai trúng mánh đây. Lụm gầy nước nó ngập rồi nè. Mấy chuột nó thường nó rút lên mấy cái gò cao không. Đặt là lụm đó. Ai không xàm xàm nữa. Giờ mình tranh thủ đi đặt. Chuẩn bị chúng sập tối à. Mưa nó cắt thì đi đặt luôn chứ sao giờ. Mong sáng mai bò thù ha. Cái gì hẹn cả nhà sáng mai nha. Thử sáng mai coi thành quả như thế nào. Chúng hay thắt, thắt hay chúng. 2 buổi sáng nha. Sáng nay ra thăm mấy cái bãi chuột rồi sao bạn ơi. Ai nghe mới kêu hú hú bển nè. Này bển như là xịt thuốc sâu hay tứ ổi gì sắc sao phân. Chứ mấy ngày mưa quá trời gần phải tứ. Hôm có mưa lâm râm. Cái bờ ganh này mong kiếm được công nhum mà. Mấy cái hang nó đụng cái lượng nó đi cũng dữ lắm mà. Hên hên khìa không. Qua cái khe khe cái lụm mà chăng cái góc mà. Qua mình đi ra đây chỗ ù thấy cái lượng đi mới to luôn. Kìa thấy xa thấy có sập rồi bạn ơi. Đó. Không có sập rồi đó. Trời 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 cái gì đó. Má ơi góc mà. Thánh thằng thiên đụng mà. Ủa có được lượng đi nè. Đó, trong thì thẳng lên đó cũng lưỡng này ha. Ốc má trận cái thứ gì đó, cái đầu tiên thấy quế rồi, mẹ bắt về đặt chúng lương luôn quế rồi đó.
cái đầu tiên thì chứ long thể bắt an. Để đi điên hồi vô gom luôn, nè cái lượng nó đi coi nè. Nó đi từ bên đó không nè nè. Ủa nó bóng lượn không? Nè nó đi mọn đi qua tết đây nè, nó làm xiên qua. Thôi để cái này đi đi, chị đẻ luôn. Thiệt tình. Trời cái này vậy không có. Mình nắp cái mô sình ngon quá trời lắng lứt luôn, không có dấu chân lại mà. Cái đường mòn nó đi nè. Đi bọc lên nè. Mình hình căng với trời. Chơi không vui à. Chỗ này mình nghi có cống nhum nè. Nó đụng nằm cái hang đó đó quá trời luôn. Đi theo cặp với mấy mương. Tới công chuyện luôn bạn ơi. Ồ có luồng ngọn nó đi coi nè. Đi thẳng 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 nè. Dưới đây như mình có đặt một cái. Lụm rồi lụm. Trời ơi cái vậy. Má ơi. Cơm bạn ơi. Xúc phạm người đi đặt bẫy chuột thiệt. Ủng cơm này vừa đặt bẫy rắn nha. Ai biết được con này đổ rắn hoành đâu khoảng ký lồ sao. Con nhỏ này mình đã đi trước nó bị nó vô ăn lúa ăn mít từ lưa không dưới trên đường mòn đây nó đi quá trời đi luôn. Cơm này đi sớm cái khu này mình đặt 6 cái 23 cái lụm đường con chuột cũng bự dữ nó đi cặp với cái đường mòn nó đi sát nó dữ lắm. Đi bấy sấy dần. Ôn cò bay à. Cò trắng. Sập không đây? Sập không? Sập không? Rồi luôn chất quốc luôn. Quế thiệt chứ. Không tình đắp cái mô vậy không có. Nội mẹ ơi. Chỗ mình mà đặt mất cống mà đặt thường phải đặt sát mấy mương mới có. Có một khi đi với mấy mương nè. Mít nó thơm vậy đó mà không có con nào nó ban vô chứ. Chuyện qua đi kiếm mít không có, đi chạy chợ chợ mua kiếm mà chạy vòng 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 họ còn nửa trái họ bán nửa trái chứ mình bán miếng họ không bán. Quốc nguyên mít 60.000 về xẻ phân nửa đặt bảy còn phân nửa anh để dành ăn. Hôm qua chỗ này nè mình dạch tờ lưa hột dưa chứ kiếm lộn nó đi không. Qua có đặt lên đây không ta, hơi rối não một xíu. Qua quặng tùm lum tùm la kiếm lộn nữa không có rồi. Mấy bờ kia nó trũng á, nước ngập á, mới đầu nó rút qua đây nè. Qua mình dạch mình kiếm tùm lum biết quá vậy không nhớ nổi. Hồi sáng sớm có mưa lâm râm mà đợi tạnh mưa mới đi thăm được. Ủa nhớ hôm qua có đặt đâu đây cái rồi ta. Đúng rồi đằng kia không, chân bụi cỏ đó. Đặt trên cao luôn. Hôm qua thấy cái lượng nó đi lắng lứt không biết sao. Lại này khè khè cảm giác nó phê. Tơi tái cả người liền. Mùi cỏ này nè. Cái này nè. Ấm bà la xì bùi xa xa. Khè khè bà cậu ơi. Bò cua. Hồi hộp bò chờ đợi nha. Đó có lỗ đó đó. Đó có lỗ đó đó. Ừ không sập luôn. Má ơi chuyện gì vậy. Ừ chỗ này mới không sập đành đạn các bạn. Nó đi trong lỏng đi. Nó lùn. Nó ngon. Ừ cái bẫy này gài cũng chẳng ai chóc dãy á. Kiến vô ăn mít từ lưa hết trơn. Này nhiều cống không có chứ. Nó không đi luôn. Sợ hôm mưa quá nó không đi. Chứ cái chỗ này địa hình này mình nghĩ có cống chắc luôn. Mấy cái hang đụng quá trời đụng luôn rồi. Chim sâu à.
bởi vì mà không thể nào không tin, không có cống. Bữa nào ơi quê đem bảy gà nữa, quê lắm à, giật này vậy không có cống đành đạn thiệt chứ. Chứ mình thì cống nhum ít luôn, chủ yếu là cơm. Mà dạo này mấy con cáo mèo ở sau vườn nó quằn quá trời quằn, mấy chỗ cũng khi nó cũng rút rút đi chỗ khác á. Lá dứa thơm lừng lừng, lừng lừng thơm thơm chất quật. Chỗ này nó đi lòn dứa gì mà không có, bãi này mà bắt chuối mà bắt cơm. Chỗ mình hồi đó cơm dữ lắm, cơm sau này mấy con cáo này nọ mèo rồi quằn quá chuột nó rút. Chỗ mình mà trồng cây ăn trái nè, nói gì cống thì không bao chứ còn cơm bao luôn. Này có sạch nè bạn ơi, lụm không, lụm không, sát hàng rào lụm. Vàng nghính không, cơm lơm cơm 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 lơm cơm cơm. Tối nó bò theo cái hàng rào nè, mày hả bưởi. Ủa này vàng nghính mà, này đem về nướng hay chiên, nướng hay chiên sớt thứ gì chịu nổi. Lời ra in đăng nữa, nhức nách. Ngon lành, ngon lành. Chị đâu cho thoát cho anh cưng. Bây giờ chuyện qua thấy cái đường mòn đi ngon quá mà sao phản được. Cái bờ bên đó đó, lúc trước mình cũng thu á, thăm mấy lần đó, gài 10 cái là dính 8 con, 9 con mê lắm. Ai biết bữa nay hình hên sao. Ồ, đây mới mấy con nồng nọc. Con cóc mà đen kịnh ngự cho nheo cho mặt nước. Tụm gà trời mưa nó đẻ quá trời đẻ. Nhưng qua trèo hàng rào này xíu nó té mương. Lụm không đây, lụm không đây. Lúa về, lúa về. Ấm ba la xì bùa xa xa khui. Trời ơi, thẳng cái cơ bạn ơi, không tình miếng mít của mình mấy kiến bu lên bu sạch bách trên. Mấy kiến này khóa quá, con mình đi nó hơi lụp chụp mà. Mới làm cơm ngon quá qua đây chắc chết ta, cái đầu tiên nè. Chơi kiểu này không vui chứ. Chẳng như con chuối có đạn, có gạn cái gì đó đó. Hốt hàng không? Hàng về. Rồi luôn, hàng về luôn. Ổn cọ ba giật mình không nổi. Chỗ này lăn lứt gì không có ta. Ủa có dấu chân nè bán. Nó không vô rồi luôn chứ. Kiến ăn hết trơn rồi. Nè, dấu chân ngoài đây nè. Dấu chân chuột đó. Kiến này khóa quá. Kiến khóa quá trời khóa. Ở đây mình điệp của nó ăn coi nè. Gió ốc ngư dân. Chuột chiếc đâu mất tiêu hết rồi, mới có hai con à. Ai ăn ai nhịn đây. Nhưng Quang có nhớ có đặt đâu đây cái nè. Ngồi chết luôn bạn ơi. Thua. Bà nãy giờ chuột đâu rút tiêu chân trời. Không có dấu chân nữa không kỳ vậy. Không có dấu chân. Chết. Ngõ kia đời đó. Cái bên đây không có, thử coi cái bên đây có không. Dưới góc chuối được. Hoàm thai xịn nắng lứt luôn. Lụm không? Ừ lụm rồi, lụm rồi, lụm rồi, lụm rồi. Vô, vô. Hí. Chạy đâu cho thoát với anh cưng ơi. Cơm bạn ơi. Ừ, tha lá chuối vô từ lưa dưới chân ha. Mày ha bưởi. Cơm này cũng giòn giòn mà. Không được bự không,
phải thay gài mấy bảy chục này, dính mấy con cơm bự bự ha, 4-5 con thôi là 4-5 tay rồi, lấy gài cũng tới nái rồi. Đặc sản miền Tây đó. Bảy còn mà, còn bảy là vẫn còn chuột. Bảy luôn bắt tại ơi. Ủa đây mấy cái đùm khóc thái. Quá trời. Có chén con gút. Quất một cái là tái nắng. Tẩy nội rồi. Bên đây là mấy cái này nữa. Qua đặt tờ lưa ở dưới chân. Cũng lựa điểm dữ lắm đó. Ôi mày bịp rồi. Bay. Có cây dừa cũng nguyên nguyên. Làm việc mình không? Chúng mình bịp bịp bao với quắc. Ở dưới đó nó có đặng cái á. Lụm. Rồi không lụm luôn. Chết luôn trời. Ốc má ở nó ăn rồi nè. Quá trời vô ốc nó mềm bịp. Cái này nó lăn lứt không có đâu. Không có đi phía ngoài luôn. Nãy giờ mới được 3 con hả? Để bữa nào mình con quẩn thì chạy vô trong ruộng gài thử ra. Cho dỗ mà mình đặt bẫy rắn hả? Rồi đặt sát cho mừng không có luôn. Chuyện gì đang xảy ra? Này để mà bị cỏ nè. Này cứ mương mà cỏ nó bít quá trời, nó nổ phình 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 lên luôn. Vậy mà không có chứ. Đành đạn. Tới luôn bắt tài ơi, tới luôn, tới luôn. Hy vọng không? Dưới cái cây mù. Mù u gốc cây. Rồi luôn trời ơi, chết quá. Nổi ra cái mương này nghĩ có xiền luôn mà chết. Đặt xuống mấy cái bè cỏ này, tối nó chuột nó chạy với mấy mương nữa, chạy với mấy bè cỏ dữ lắm. Sao chứ nãy chết kỹ vậy? Ủa, có đùm cốc. Cốc là cốc bỏ rồi. Chứ không có bán buồn gì hết trơn nha, vừa mới quen á, có cốc à. Vừa có mất sáo mình. Hồi trước thì chồng bán cũng được năm đầu, mấy năm sau ta không có mua đâu. Rồi mất sáo mình cũng bỏ luôn. Vậy mới ra trái ghê hồn không? Chỗ mình mà mấy năm trước là chuột cơm nó là chùm của chùm luôn. Chỉ có năm khoảng ở đây không biết làm sao đâu mà nó rút đâu mất tiêu hết trơn. Còn ít xịu à. Mấy cô chú nào xem mấy cái clip cũ mình biết à. Cái bờ này thôi mình giúp khu không biết nhiều lần đó. Trời ơi, lần nào nó 7-8 con, 8-9 con không á. Đặt 7-8 cái nha. Nó vô cái vậy đó. Nãy giờ cái bờ này tính ra dính được có 2 con với nhiêu. Nhãn thì nó ăn cũng cả đống rồi nè. Kỳ cục kéo đi. Hôm qua gài cái mương nào ta? Nhớ cái mương này có con cái mà kìa. Phải không ta? Để mình nhớ lại mà. Không đi qua. Hôm qua đằng kia, mấy mương kia, đút đằng kia. Chứ cái mấy mương mình nhớ có đặt con cái. Bên đó là cái vườn bổ quan á, đặt cái chuột cũng ngon lắm. Mà cái vườn nó dở hết vô được à. Phía trên thì dây leo dưới cỏ ba cái sậy luôn. Nó bít chịch mấy cái chăn dưới đất luôn. Bởi không có đặt được. Ủa nhớ qua đâu đây có cái góc mương mà ta. Hồi đây nè bạn ơi, đi qua. Nãy cái clip này đi rồi qua. Vì em cũng chết đành đạn không. Đau lòng còn con chứ. Cái này nó có lại không sao không có gì cục vậy. Không có lại luôn. Mít lúa còn nguyên hiện. Không định qua đó. Ngồi dưới đó đó. Kiếm miếng sình đắp. Nay tình hình căng lắm rồi nha bà con cô bác. Sao dạo này mình đi săn bắt xem tình hình số nó hơi đen sao trời. Bữa đặt bẫy rắn thì cũng có ngon. Con rắn hổ hành với con hổ ngựa. Hổ hành nó ngủm nữa.
mà dân lưới ngoài sông Tiền dạo này nước nó ngập quá, nước nổi nữa. Dạo này dân lưới ngoài sông Tiền á, như nước chảy mạnh của thượng nguồn, dân lưới bọng câu kiết không có được gì hết. Tam lờ cá thì lúc gọi đó cũng dính được có đâu có 2-3 con, lượng cá phi. Dạo này giờ mình săn bắt mình cái cá mắm này nọ các kiểu. Trời ơi, mối bò kìa. Bà nội cha nào tôi câu cái mối bữa quá trời mối ra. Săn bắt các kiểu mà thấy dạo này chua thiệt chứ. Sáu liếp là như cơm bữa luôn. Cá mắm giờ không còn nhiều như đó bởi vì nói về chủ đề săn bắt cũng khó khăn. Dễ sáu liếp. Còn mấy cá ở đây nữa mong vớt vét rồi. À, giờ đi công nhận đi đâu cũng cốc rồi, cốc với cốc chà. Cái này mới chén mưa rút mưa ớt thì chấm phát lắp giật bật thì chứ phải chơi. Còn mấy cái khu bên đây nữa, hên vớt vét được gì không? Rồi luôn, nhìn xa xa mà thấy cái thẳng đơ nó không kêu sập xuống là biết rồi, biết kết quả liền. Chỗ này công tình lấy lá chuối đậy đồ đầy bài bản lắm mà không có, không thấy dấu chân luôn. Chuột hổm nó đi sao ta? Thường ngày đi bọt ổi sao vườn thử chạy ngờ ngờ vậy đó. Mày đi đặt rồi sao không thấy con nào đi? Cứ gì chịu nổi chứ. Bữa nay thấy tình hình nó mới có mùi khét khét nữa các bạn ơi. Không xong rồi đại dương ơi, đại dương dương đại đại ơi, lại là chết nữa, quải cả linh hồn mày, không có thấy dấu chân đi luôn, chứng tỏ chỗ nó có đi mà. Chơi cái này không ổn thiệt chứ. Chó em ghé sổ giữ thằng ôn. Tình hình gì là sao đây ta? Để nào mà vô cuộc trong ruộng á, vô đó bào mới được. Ngoài chỗ mình bây giờ trước thì chuột cũng nhiều chứ giờ thấy mỏng manh quá, mỏng manh dễ vỡ quá. Chuyện qua tính đặt lại cái nè, mà vừa phóng xuống ba cái gai thánh thằng ơi, thôi chịu thủng bước lên luôn. Chó con kia sủa dữ thằng ôn, mà nói chuyện cũng nhỏ lắm đâu lớn đâu. Rồi luôn thôi, có gai trên bờ cũng không thấy mà gai xuống mấy mương tuốt ở dưới mấy mương mà cũng không thấy luôn bạn ơi. Chuyện gì là chuyện gì sang xảy ra đây? Không ổn rồi, không ổn rồi. Bó tay bó luôn chân thiệt chứ. Hôm qua nhớ ụi cỏ con cái nữa mà. Xuống tinh thần chiến đấu thiệt. Chất quốc. Đó, mình gài tới dưới mé mương cũng gài, mà xuống dưới mương cũng gài, mà trên bờ cũng gài luôn. Mình nghĩ mấy con cáo mèo á, nó quằn quá trời, mình gài đây quá trời cáo luôn á. Mấy chuột nó sợ nó nhe dẹt đi. Chứ chỗ mình hồi nào giờ nói gì cơm thì bao luôn á. Cống thì nói chung là hơi khó nè. Lâu khìa lắm mới làm, mấy hôm trước mình đặt á. Khìa lắm được con hai con. Chứ chuột cơm là mình bao luôn á. Dính thấy mê lắm mà sao mà... dạo này cái sao sao đâu á, chuột cơm nó rút đâu tiêu chân kỳ. Rồi công tình nãy giờ tham mới được 2-3 con trời, quái chữ luôn chứ. Đường nào đi, đi đường nào sẽ về La Mã. Lụm không hốt hàng không hàng về cái coi đây gọi luôn, sập mà không có chuột là sao. Ây dì chú cha cha, ngộ kỳ đời ta. Sập cái cò chạy ra rồi. Miếng mít chạy ra chứ.
mình không có chuột, vẫn chơi hoài đại ca, quen xuống ngon lành mà ngồi á, thánh thần thiên đụng à, bẫy vẫn còn ngon lành mà sao kỳ cục vậy, con chơi này không vui thiệt chứ, ngộ kỳ để bán vậy không có là sao, bó tay thiệt. Chứ còn cái nữa là hết rồi bạn ơi, tới chuyện luôn chứ, còn cái cúng cùi nữa, cái cúng cùi hên hên thiệt hiện con ra vớt vét lên. Cái đường đi gian nan chứ, má ượt má ơi, đây còn cái này là hết rồi đó bạn ơi, ngay chặn cái góc chuối đó đó, nhìn xa xa như sập đó ta, ờ sập bao la, sập rồi, đừng nói hoài, hoàng cái góc mài nha, ai chột, rồi, chả máu, chả quá lửa luôn kìa, đũa, lụm, mày hả bưởi, quá trời con gái luôn bạn ơi nè, hối thằng con chột không, hết hồn chứ, cụ dữ kìa, mày hả bưởi, quá khướng chuột khè mày khè tao quỳ tao lại luôn con này thôi là 4-5 ly dư sức qua cầu rồi. Quá trời con gái nó bự mày hả mày, ít gan phải vậy chứ, hơn cái cúng cụ vớt lượng con bạn ơi, con xong rồi, wow con nó bự nè, hết hồn chứ chà bá lửa, coi lông nó vàng kìa, vàng như nghệ chứ, quá khướng chuột, ít gan phải cái này chứ mày hả bưởi, hên cái cúng cụi nó ở trong khu trong đây nè, mà kia nó mấy ngáy nó quằn quá sợ nó vô khu trong đây nè, quá trời con gái mà lông mất gượt, giờ thôi cũng vô hên sao có cái cúng cụi vớt vát được chút đỉnh cũng đỡ, nhưng thôi tới một chuyện thấy chưa, mày hả bưởi hên vớt vát được cái cuối, đây là thành quả, quả thành đây, cơm mới dính nè, cúng cùi cuối cùng, mấy con này được gì con đòi hỏi gì, mấy con này mà mới được con đó không ngon rồi, da mất gượt không một con hai con, mấy cơm này đi dành đặt bẫy rắn, vừa đặt bẫy rắn luôn, hôm nay như còn con hai con vậy nữa, như được hai con nữa phải, gom bữa nay cũng được 4 con, phải 4 con này con nào nó bự gì không, ngon quá, hên cái cúng cụi nó vớt được con cũng đỡ quá, đây con nó nè, à, dừng lật khoen lên không chạy á, mày con nó nè, mày hả bưởi, ép ép gì mày, chạy đâu cho thoát với anh. Ủa con này vàng nữa, mà đều không bằng con kia con này mới là chùm cuối rồi nè, má ơi hai cái lựu đạn nữa kìa, chà bá lửa, thứ nào mà chịu cho nổi thiệt này, con này cũng cho, con này đứng thứ nhì con này bẫy gắn, còn con này bẫy gắn được nè, thấy nó cũng hơi bự bự quá, bẫy không được quá, chuột nó vàng, nó da lông nó vàng giống như chuột dừa luôn á, mấy chuột này mình để dành á, mình nướng cái nướng lu á, chỗ lúc trước mình giúp Thu cũng quay mấy clip nướng lu á, ăn thôi khỏi chê luôn, hay là mình chiên sả ớt hay nướng rồi, nói tới thấy chảy một hồi lưỡi các bạn ơi con này nhỏ mà đặt ra gió tha một đống ghét vô, tha cho cố vô, thường tha mấy chỗ mà tới mấy cái bẫy á, thường tha ghét vô là chuột cơm, chuột cống nó cũng tha, nhưng mà tỷ lệ nó tha nó cũng thấp lắm, có con tha con không, chứ còn mà nhìn cái bẫy ha mà thấy cỏ vô không bảo đảm cơm là chắc luôn á, khoái con cơm này khoái mày hoài luôn, quá trời nó bự, một cái lòng mình vậy cũng đồng cũng cạn chung chung mà vô muốn bít cái lòng luôn ha, quá trời con cơm bự hết hồn chứ. Rồi, sẵn đây thì mình cũng xin kết thúc clip ha, chúc cả nhà xem clip bài vui vẻ nha, hẹn các bạn clip sau, chắc lần sau đó có dịp mình chắc mình vô khu vực trong ruộng mình đặt thử cái trong đó thì nó chung chuột nó cũng nhiều, khu vực cho mình này đó chuột dữ lắm, chuột luôn, chuột cơm á nha.
sao này không hiểu lý do sao ít quá. Lúc trước là bao luôn, mình lúc trước mình đặt có 20 cái như mình thu đó, mỗi lần thăm về tệ lắm phải là 15 16 con mà chỉ có 5 6 cái là chết thôi đó, còn bây giờ thua. Thôi sẵn đây mình cũng xin kết thúc clip ha, chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha, hẹn các bạn clip sau để hôm nào có dịp mình sẽ đi bào nữa bạn ơi. Chắc vô khu vực lần sau chắc mình vô khu vực trong ruộng quá. Con mèo đó thấy chuột nó bang bang lại kìa. Meo. À chào nhà nha, hẹn cả nhà lúc sau nha. Ủa cậu bả canh mèo chuột thấy ghét không? Thứ gì chịu nổi được chứ.